Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục cái bạo phong thì ngày hôm nay mình sẽ cầm một trong những con đi bạo phong khá tốt trong game phiên bản version nâng cấp của Lưu Bị, Lục Tốn. Thanh niên này thì anh em biết đến nó với cái tốc độ sử dụng chiêu thức khá là cao rồi. Ai cũng biết là vậy. Bên trên này ấy, thì đa phần mình sẽ dùng C5, bởi vì C5 là chiêu duy nhất có cái sát thương diện rộng. Tuy nhiên thì vẫn như những thường lệ của mình này hướng dẫn mọi người ấy, khi mà anh em tìm ra cái chỗ quái đẻ ấy, thì luôn luôn đứng ấy và tụ là dễ nhất, thì ăn quái trên nó sẽ nhanh. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là nó sẽ thường thường cái vị trí quái đẻ nó sẽ rất cách xa cái cửa xuống, nên các bạn sẽ phải căn thêm một tí. Còn với boss thì một cái vô song đất luôn. Vô song của Lục Tốn khá là đơn giản, không quá là mất thời gian, không có quá nhiều animation nên là cũng ổn. Bên dưới này thì tụ là mắc thôi. Bên dưới này đa phần là dùng tụ không. Chỉ có một số ít tướng là nó sử dụng các chiêu thức nó ngon hơn tụ. Nó ngon hơn tụ thôi, còn lại đa phần là tụ hết. Bên trên thì vẫn vậy, cứ C5. Nếu tìm về vị trí của quái thì các bạn tụ, còn không thì cứ C5 mà đẹp nhất. Bởi vì C5 là chiêu thức duy nhất của Lục Tốn mà gây được sát thương tầm xa. Đấy, những cái chiêu thức mà sát thương tầm xa, diện rộng thì sẽ là những cái chiêu thức được sử dụng khi mà sử dụng để đánh quái ở bên trên. Còn bên dưới này là các cái chiêu thức tầm gần mà tiêu diệt được quái diện rộng. Đấy, thì thường thường sẽ là mọi người tụ ở chủ yếu, tụ để hút quái ấy vào ấy. Còn đấy là với những con tướng không có chiêu thức tầm gần với cái mức sát thương xung quanh ấy, thì anh em hay dùng tụ. Đấy, bên trên này thì các bạn cứ C5 thôi, anh em thấy không? C5 có một cái chiêu hất ra xa. Phạm vi của nó thì không phải là quá cao, nhưng mà với cái đàn quái đang di chuyển xuống phía trước này, nó chỉ cần không rẽ nhánh thôi thì là cái phạm vi của nó đủ để quét hết cái tân quái trước mặt. Đấy, thế là ngon, thế là ổn. Đó, anh em cứ C5 đẹp nhìn xem. Đó, thấy không? Quái trước mặt là gần như là dọn sạch. Ok. Còn Lữ Bố thì Lục Tốn tự tin với một cái vô song là cút. Với lại vô song của con này nó không phức tạp. Đấy là cái mà anh em mà lựa chọn nhất, đây là các tướng mà có các cái kỹ năng có animation mà nó không quá là mất thời gian, không quá là dài thì sẽ được sử dụng. Đấy, còn nếu như dài quá thì thôi, dùng EX là chủ yếu. Nhưng mà trong cái combo con này thì EX với vô song nó gần như là tương tự nhau, nhưng mà vô song sát thương nó cao hơn. Đó. Ok, anh em sẽ nốt cái quá trình đi ải của mình nhá. Also tragedy when we're in too deep, and you and I